lo tới bạn thôi, mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách để vẽ một cái bàn học. Tất cả qua mình phải chuẩn bị bằng nhau hết luôn. Cho mình sẽ gắn cái đứng trước. Mình lúc nào phải gắn cái phần bên song song nhé. Người giao lại cho bạn nào của mình đó là thuốc gì ạ các bạn.